Heyo, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay lại giới thiệu cho anh em con bàn cào răng cưa này. Đó, đây là một công nghệ mới để giúp anh em ốp lát có một cách làm mới mẻ và tiện ích. Đó, thì con bàn cào răng cưa này thì dùng cho anh em làm vữa sệt nha anh em nhá, làm hồ dầu sệt nhá. Đó, hồ dầu thêm cát nhá. Khi mà anh em làm cốt không nó đã phẳng phiu rồi, chúng ta chỉ cần đặt một viên cốt chuẩn ở một góc để chúng ta sẽ đặt cái bàn bánh này, chúng ta căn cái bàn bánh này đó, và bên này là răng cưa để chúng ta kéo vữa nha anh em nhé. Khi mà chúng ta sẽ làm kéo thì chúng ta sẽ kéo và phát làm một vạch tô cũng được. Đó, chúng ta giải một phát là rất là tiện. Đấy, đây. Đấy, anh em nhìn kỹ nha. Đấy, đây là phần tay cầm này, bánh xe này. Con này thì được làm bằng hợp kim nhôm nha anh em nhá. Đây là phần tay cầm này. Đấy, tay cầm phải này, tay cầm trái này. Đấy, con này thì chúng ta sẽ rút ra được nha anh em nhá. Đấy. Anh em thấy dài chưa? Anh em thấy dài chưa? Lát gạch 1 mét. Hơn mét thoải mái luôn, 80 1 mét. Đấy. Để mình cho hết cỡ ra, mình sẽ đo kích thước cho anh em nhá. Xem là nó tổng chiều dài của nó là bao nhiêu nhá. Rồi ok, đây, anh em quan sát cho tôi một tí nhá. Em chờ tôi một chút. Đây là cái phần mình đo cái phần răng cưa nhá. Cái phần răng cưa của nó là 1m06 phân. Đó, 1m06 phân. Đó, dùng cho anh em thoải mái khi chúng ta lắp gạch 80 1 mét thoải mái luôn. Ok. Đấy, tổng chiều dài của nó nha. Để mình đo luôn một phát luôn tổng chiều dài luôn. Maximum luôn. Tổng chiều dài của nó là 1m52 anh em nhá. Đây. Đại bảo em nói sai này. 1m52 này. Đó, anh em nhìn ở góc này nhá. 1m52 tổng tất tật chiều dài của nó đấy. Đấy. Đấy, thì cái dòng này là dùng cho anh em chuyên ngành ốp lát mà là ốp vữa sệt nha anh em nhá. Chứ anh em đổ hồ dầu là không chơi được con này đâu. Đấy. Anh em thu gọn vào thì nó là 63 phân. Thì chúng ta sẽ lát gạch 60. Ngon. Đây. 63 64 phân này. Đó. Cứ thế là kéo thôi anh em nhá. Dùng rất là ngon. Đấy. Anh em nào cần cái dòng sản phẩm này thì có thể là gọi điện cho em Thanh qua số điện thoại 0904928863. Em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Con này thì gấp lại rất là gọn. Đây. Đây gấp lại đây anh em nhá. Đây, chúng ta sẽ gấp vào như này, chúng ta sẽ gấp thì chúng ta sẽ phải là tháo cái trục này ra này. Chúng ta mới gấp được nha anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ tháo cái trục này ra. Chúng ta gấp vào đây. Và buộc cái này vào đây. Rất là gọn. Đây anh em nhìn chưa? Gọn chưa? Đó. Chuyên ngành ốp lát nhá. Anh em nào cần thì có thể là inbox cho mình. Mình tư vấn kỹ hơn cho anh em. Rồi. Đó, chất chưa anh em? Cái này là anh em nên dùng nha, ốp lát nên dùng nha. Anh em làm khoán thì càng phải nên dùng. Đó, đầu tư mà làm anh em nhá thì nó hiệu quả về cái công suất làm việc nó hiệu quả hơn. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm những cái dòng bay xây dựng này, con đội này, ke ốp lát. Đấy, đây thì là ke nêm, ke xoáy. Rồi hít kính, máy rung. Máy rung dành cho anh em ốp lát, máy rung kết hợp mà cả đây, máy rung kết hợp cả hít luôn nha anh em nhá. Đó. Thì anh em nào cần thì có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại 0904928863. Đấy. Để mình tư vấn kỹ hơn cho anh em nhá. Ok, xin chào anh em, hẹn anh em ở những cái video tiếp theo.